Trên thế giới, tại Pháp, nông dân và cảnh sát đối đầu ở Paris. Iran phủ nhận liên quan đến vụ tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan. Người vô gia cư Mỹ cao kỷ lục. Tòa án Hồng Kông ra lệnh thanh lý tài sản tập đoàn China Evergrande. Tại Việt Nam, xe chở hơn 10.000 lít xăng dầu lật bốc cháy lớn. Giá điện, chi phí y tế và nhu yếu phẩm đẩy lạm phát đầu năm tăng cao. Hàng trăm gia súc chết rét, người dân lao đao ngày cuối năm. Người cao tuổi nhập viện tăng cao khi trời rét. Miền Bắc chuẩn bị kết thúc đợt rét kéo dài. Minh Ngọc xin được chào đón tất cả quý vị đã đến với kênh Khỏe Tự Nhiên để cập nhật các tin tức trên thế giới và tại Việt Nam cùng với các thông tin về sống khỏe mỗi ngày. Và cuối chương trình hôm nay cũng là dịp tri ân món quà sức khỏe xin được gửi tới tất cả các quý vị khán giả của Khỏe Tự Nhiên, chương trình ưu đãi Đón Xuân Rước Lộc Vào Nhà. Trước tiên thì kính mời quý vị cùng đến với phần tin thế giới. Đầu tiên là tình hình tại Pháp, nông dân và cảnh sát đối đầu ở Paris. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay ngày 29 tháng 1, thủ đô Paris của Pháp trở thành nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa cảnh sát và những người nông dân giận dữ, quyết tâm bao vây thành phố vô thời hạn để phản đối chính sách nông nghiệp. Vào ngày 28 tháng 1, Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Gérald Darmanin đã ra lệnh triển khai cảnh sát quy mô lớn để ngăn chặn bất kỳ sự phong tỏa nào bằng cách phá vỡ các đoàn xe tải và máy kéo hướng về thành phố, các sân bay cũng như khu chợ trung tâm. Các nông dân liên minh trước đó đã tuyên bố ý định phong tỏa chợ quốc tế Rungis, nơi cung cấp nhiều sản phẩm tươi sống cho Paris và khu vực xung quanh. Các thành viên có trụ sở quanh Paris cũng cố gắng chặn tất cả các trục giao thông chính nối thành phố với phần còn lại của nước Pháp từ ngày 29 tháng 1 trở đi. Hiện tại, nông dân Pháp đang phản đối nhiều chính sách của chính phủ, bao gồm cả những chính sách liên quan đến trợ cấp thuế nhiên liệu về quy định môi trường và điều mà họ gọi là các hoạt động cạnh tranh không công bằng của EU dẫn đến hàng nhập khẩu giá rẻ. Trong nhiều ngày qua, họ đã sử dụng máy kéo để cản trở giao thông trên khắp đất nước cũng như đổ lượng lớn phân bón hôi thối trước các tòa nhà chính phủ. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay ngày 29 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani đã khẳng định rằng Tehran không liên quan đến vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ của Mỹ ở Jordan, khiến cho 3 quân nhân thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Trước đó, lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công vào tiền đồn có trên tháp 22, cách biên giới Jordan-Syria không xa. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng vụ tấn công được thực hiện bởi các nhóm do Iran hậu thuẫn, trong khi nhiều chính trị gia Mỹ đổ lỗi trực tiếp cho Tehran. Tương tự, Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng đổ lỗi cho Iran, kêu gọi nước này giảm căng thẳng trong khu vực. Đáp trả các cáo buộc này, Ngoại trưởng Kanani nói, như chúng tôi đã tuyên bố trước đó, các nhóm kháng chiến trong khu vực đang đáp trả tội ác chiến tranh và diệt chủng. Họ không nhận chỉ đạo từ Iran. Các nhóm này quyết định và hành động dựa trên các nguyên tắc và ưu tiên riêng của họ, cũng như lợi ích của đất nước và người dân của họ. Cuộc tấn công ở Jordan xảy ra sau khi các nhóm Shia trong khu vực tuyên bố đoàn kết với người Palestine và yêu cầu Israel chấm dứt cuộc tấn công vào dải Gaza. Phong trào Hezbollah ở Liban liên tục bắn rocket và đạn súng cối vào Israel, trong khi lực lượng Houthi ở Yemen phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các tàu buôn đi qua Biển Đỏ. Người vô gia cư Mỹ cao kỷ lục. Thưa quý vị, theo kết quả của Trung tâm Nghiên cứu Nhà ở của Đại học Harvard, Mỹ, hiện tại, có hơn 653.000 người dân nước này sống trong cảnh vô gia cư, mức cao nhất từ trước tới nay. Tình trạng vô gia cư là vấn đề lâu năm ở các tiểu bang như California và Washington, dần lan sang những địa phương có mức sống thấp hơn. Kỷ lục mới được xem là hồi chuông cảnh báo với tình trạng giá thuê nhà tăng vọt trên toàn nước Mỹ, vượt thu nhập của người lao động kể từ khi lạm phát tăng vào năm 2021 và 2022. Arizona, Ohio, Tennessee và Texas là những tiểu bang chứng kiến mức tăng người vô gia cư lớn nhất do chi phí nhà ở tại những địa phương này tăng cao, khiến cho nhiều người không thể trả nổi tiền thuê nhà và bị đuổi ra đường. Chi phí thuê nhà đang trở thành gánh nặng cho nhiều người dân nước Mỹ. Số liệu cho thấy 1/2 hộ gia đình ở mọi mức thu nhập tại Mỹ chi 30-50% thu nhập hàng tháng để thuê nhà vào năm 2022. Giá thuê nhà trung bình tại Mỹ là 1.946 đô la Mỹ, tương đương với hơn 47 triệu đồng vào tháng 12 năm 2023, tăng 23% so với trước đại dịch. Dù thị trường cho thuê đang có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi đó, thu nhập hàng tuần được điều chỉnh theo lạm phát của người lao động chỉ tăng 1,7% so với năm 2019. Tòa án Hồng Kông ra lệnh thanh lý tài sản tập đoàn China Evergrande.
Thưa quý vị, vào ngày hôm nay ngày 29 tháng 1, một tòa án Hồng Kông đã ra lệnh thanh lý tài sản tập đoàn bất động sản khổng lồ này. Hành động này có thể gây ra các tác động dây chuyền đối với thị trường tài chính đang sụp đổ của Trung Quốc. Trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh đang nỗ lực tìm cách ngăn chặn cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng. China Evergrande là nhà phát triển bất động sản mắc nợ nhiều nhất thế giới với tổng nợ là hơn 300 tỷ đô la. Họ cũng không thể đưa ra một kế hoạch tái cơ cấu nợ cụ thể sau hơn 2 năm không thanh toán được trái phiếu và sau nhiều phiên điều trần tại tòa án. Phát biểu với giới truyền thông Trung Quốc, giám đốc điều hành Xiu Shan của Evergrande cho biết, tập đoàn sẽ đảm bảo các dự án xây nhà ở vẫn sẽ được giao bất chấp lệnh thanh lý tài sản của tòa án. Ông cam đoan, lệnh này sẽ không ảnh hưởng các hoạt động của các đơn vị trong và ngoài nước của tập đoàn. Evergrande vỡ nợ vào năm 2021 như quý vị đã biết. Phán quyết thanh lý tài sản tập đoàn này của Tòa án Hồng Kông có thể làm rung chuyển thêm thị trường vốn và bất động sản, vốn đã mong manh dễ vỡ của Trung Quốc. Trước vụ án này, ít nhất 3 nhà phát triển bất động sản của Trung Quốc đã bị Tòa án Hồng Kông ra lệnh thanh lý tài sản. Tiếp theo mời quý vị cùng chuyển qua các thông tin tại Việt Nam. Xe chở hơn 10.000 lít xăng dầu lật bốc cháy lớn. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm nay ngày 29 tháng 1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ xe bồn bốc cháy trên đèo Mudrag tiếp giáp với tỉnh Khánh Hòa. Theo thông tin ban đầu, xe bồn chở 12.000 lít xăng dầu từ cảng Cam Ranh, Khánh Hòa đi Đắk Lắk. Khi đến khu vực đèo Mudrag của huyện Mudrag, Đắk Lắk, chiếc xe bị lật nghiêng, xăng dầu tràn ra và gây nên vụ cháy. Xe bồn bốc cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, khói đen hàng chục mét bốc nghi ngút. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy làm cháy bồn nhỏ chứa khoảng 4.500 lít xăng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Giá điện, chi phí y tế và nhu yếu phẩm đẩy lạm phát đầu năm tăng cao. Tổng cục Thống kê cho biết, hiện chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 tăng 0,31% so với tháng trước. Nguyên nhân chính là việc một số địa phương thực hiện tăng giá dịch vụ y tế theo thông tư số 22/2023 của Bộ Y tế. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và giá gạo trong nước tiếp tục tăng theo giá gạo xuất khẩu. So với cùng kỳ năm 2023, CPI tháng 1 tăng 3,37%, lạm phát cơ bản. CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống, năng lượng và mặt hàng do nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và giáo dục, tăng 2,72%. Cụ thể, chỉ số giá của nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 1,02%. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,56% do giá điện sinh hoạt tăng 1,29% so với tháng trước và nhu cầu dùng điện để sưởi ấm tăng khi thời tiết chuyển lạnh. Bên cạnh đó, giá ga cũng tăng 1,69%. Nhu cầu dịp Tết Nguyên đán tăng cũng đẩy một số nhóm hàng hóa tăng như là món đồ uống và thuốc lá, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng từ 0,1 đến 0,4%. Hàng trăm gia súc chết rét, người dân lao đao những ngày cuối năm. Vâng, thưa quý vị, theo thống kê của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, chỉ trong đợt rét đậm từ ngày 23 đến 28 tháng 1 vừa qua, có 7 địa phương ghi nhận gia súc chết, đó là Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn và Nghệ An, với 270 con, chủ yếu là trâu, bò, một số ngựa và lợn. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lạng Sơn cho biết, trước đợt rét đã yêu cầu các cán bộ đến các xã để hướng dẫn bà con gia cố chuồng trại, đốt lửa sưởi ấm, tích trữ thức ăn cho gia súc. Tuy nhiên, vào tuần qua, nền nhiệt tại Lạng Sơn phổ biến từ 4 đến 7 độ, đỉnh Mẫu Sơn thấp nhất là âm 2,9 độ. Băng giá suốt 4 ngày, gia súc thiếu thức ăn, một số nơi chuồng trại che chắn đơn sơ, nhiều hộ vẫn chăn thả tự do, khiến cho trâu bò, dê chết rét. Với những trường hợp bị thiệt hại, Sở Nông nghiệp cho biết sẽ xem xét và hỗ trợ cho người dân. Còn tại Nghệ An thì gần 40 con trâu bò bị chết rét, tập trung tại hai huyện vùng biên giới Kỳ Sơn và Quế Phong. Quế Phong hiện có hơn 36.750 con trâu bò. Mùa đông năm 2022-2023, huyện có hơn 1.000 trâu bò bị chết, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Rút kinh nghiệm, năm nay Trạm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã đi từng xã để kiểm tra việc tích trữ rơm rạ, trồng cỏ và xây dựng chuồng trại bảo vệ đàn gia súc. Miền Bắc vừa qua đã trải qua 6 ngày rét đậm rét hại, nhiệt độ trung bình từ 13 độ trở xuống. 4 ngày liên tiếp thì cả 25 trên 25 tỉnh miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất là dưới 10 độ C. Hàng loạt các đỉnh núi cao trên 1.000 mét như Mẫu Sơn, Lạng Sơn, Thượng Phùng, Hà Giang, Ô Quy Hồ, Lào Cai,
Phía Oắc, Cao Bằng đã xuất hiện băng dày. Vâng, đợt rét đậm này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, như sự việc xảy ra tại Phú Thọ, bé 4 tuổi bị liệt dây thần kinh vì lạnh. Vào ngày hôm nay, ngày 29 tháng 1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tại đây vừa điều trị cho một bé gái 4 tuổi nhập viện trong tình trạng đột ngột cười lệch miệng bên phải, ăn uống kém, mệt mỏi. Bé được chẩn đoán liệt dây thần kinh do trời rét. Hiện tại, bé đang được điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp với phục hồi chức năng để lấy lại vận động. Tuy nhiên, bé nhỏ tuổi, sợ kim châm, quá trình chữa trị gặp nhiều khó khăn. Các bác sĩ đã phải xoa bóp bằng tay kết hợp với châm cứu và chiếu đèn hồng ngoại. Sau 15 ngày, sức khỏe của bé đã ổn định và được ra viện. Vâng, thưa quý vị, đây là một trong những trường hợp liệt dây thần kinh số 7 gây mất vận động hoàn toàn hay yếu các cơ của nửa mặt xảy ra khi dây thần kinh này bị chèn ép và gây sưng viêm. 75% trường hợp xảy ra khi cơ thể bị lạnh đột ngột, lúc cơ thể suy yếu cộng với thói quen để máy lạnh, quạt thổi trực tiếp vào mặt, tắm đêm, ướt mưa, từ phòng máy lạnh ra trời nóng hoặc là từ ngoài vào phòng máy lạnh đột ngột, tình trạng này có thể xảy ra. Trẻ bị liệt dây thần kinh số 7 chủ yếu là do lạnh. Để phòng bệnh cho trẻ nhỏ, chúng ta nên giữ ấm đầu, mặt và cổ cho trẻ. Khi trời rét, tránh mở cửa đột ngột để gió lạnh tạt vào mặt của bé. Buổi tối thì không để trẻ ngồi gần cửa sổ, tránh gió lùa. Nên tắm cho trẻ vào một trong hai khung giờ là từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 hoặc từ 13 đến 16 giờ. Thời gian tắm gội chỉ khoảng từ 5 đến 10 phút với trẻ lớn và không quá 2 đến 3 phút với trẻ nhỏ. Vâng, kính thưa quý vị, không chỉ trẻ nhỏ mà người cao tuổi cũng nhập viện khi trời rét. Ở một số bệnh viện các tỉnh phía Bắc, một tuần gần đây đã ghi nhận bệnh nhân cao tuổi nhập viện gia tăng. Theo bác sĩ Hà Thị Vân, Phó trưởng khoa khám bệnh của Bệnh viện Lão khoa Trung ương, những ngày qua đã ghi nhận số bệnh nhân nhập viện tăng lên rõ rệt. Trung bình khoa khám bệnh có khoảng từ 8 đến 10 bệnh nhân nhập viện, thì những ngày qua số bệnh nhân phải nhập viện tăng gấp đôi, khoảng từ 16 đến 20 bệnh nhân nhập viện mỗi ngày. Bệnh nhân nhập viện chủ yếu do huyết áp dao động nhiều, đợt suy tim cấp, viêm phổi, đau thần kinh tọa nặng. Không chỉ một loại bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam trong những ngày qua đã ghi nhận số bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp nhập viện tăng cao, đa số là người cao tuổi. Bác sĩ Đinh Ngọc Tuấn, Phó trưởng khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cho hay, đa số bệnh nhân đột quỵ khi chuyển vào khoa đều trong tình trạng khá nặng. Bác sĩ cũng cho hay, bệnh nhân thường bị xuất huyết não do mạch máu não đột ngột bị vỡ do tăng huyết áp cấp tính. Những bệnh nhân mắc các bệnh lý về hô hấp nhập khoa cấp cứu thường bị suy hô hấp rất nặng, phải đặt ống thở máy. Ngoài ra, việc tập thể dục vào sáng sớm nhưng ăn mặc phong phanh rồi bị nhiễm lạnh cũng dẫn đến việc một số người cao tuổi bị liệt dây thần kinh số 7. Các bác sĩ cũng khuyến cáo người cao tuổi cần chú ý giữ ấm cơ thể khi nhiệt độ hạ sâu, đặc biệt khám sức khỏe định kỳ, theo dõi các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch, v.v. Khi có triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi, cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Tiếp theo, kính mời quý vị cùng đến với thông tin về dự báo thời tiết. Miền Bắc chuẩn bị kết thúc đợt rét kéo dài. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào ngày hôm nay ngày 29 tháng 1, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sẽ tiếp tục có rét hại. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét đậm, có nơi rét hại. Tuy nhiên, tại khu vực Hà Nội và Bắc Bộ vào ngày hôm nay sẽ là ngày rét hại cuối cùng của đợt rét kéo dài 9 ngày qua. Nhiệt độ tại đây sẽ tăng nhẹ so với ngày hôm qua, cao nhất lên 15 độ C. Từ ngày mai ngày 30 tháng 1 thì ở Bắc Bộ nền nhiệt sẽ tăng rất nhanh và rét hại sẽ kết thúc. Cụ thể là ở Bắc Bộ và Hà Nội, mức nhiệt cao nhất trong ngày lên đến 22 đến 23 độ thưa quý vị. Càng về cuối tuần thì mức nhiệt tăng càng nhanh và trời có nắng nhẹ. Còn tại các tỉnh thành khác thì sẽ duy trì hình thái thời tiết nắng ấm như ở Đà Nẵng đến Bình Thuận thì có mây, phía Bắc mưa vài nơi, phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tây Nguyên sẽ có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, cao nhất từ 26 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và cao nhất là 31 đến 34 độ. Quý vị thân mến, năm sắp hết và Tết cũng sắp đến rồi. Hẳn mỗi nhà chúng ta đều đang sửa soạn cho ngày Tết cổ truyền, Tết đoàn viên, sum họp sau những tháng ngày bươn chải nắng mưa đây đó phải không ạ? Thế nhưng thưa quý vị, dù không ai muốn, nhưng Tết này đại dịch vẫn đang trực chờ. Biến chủng virus corona JN1 được cho là đã có mặt ở khắp nơi, nhất là tại Trung Quốc.
cùng với mong muốn nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cũng là dịp tri ân tất cả các quý vị khán giả trong dịp Tết này. Khỏe Tự Nhiên cùng nhà tài trợ Tỏi Đen Linh Đan dành tặng quý vị một chương trình ưu đãi chỉ trong 2 ngày, ngày hôm nay và ngày mai, ngày 30 tháng 1. Thứ nhất, đó là bộ quà Tết Phúc Lộc, gồm có một hộp tỏi đen linh đan và một chai nước cốt tỏi đen sâm mật ong. Hai sản phẩm này có giá gốc là 1 triệu 150 ngàn đồng và ngày hôm nay ưu đãi chỉ còn giá là 889 ngàn đồng ạ. Và tiếp theo là bộ sản phẩm thứ hai, hộp quà Tết Bình An. Tết Bình An gồm có hai hũ tỏi đen linh đan, hai hũ tỏi đen đã bóc vỏ và một chai nước cốt tỏi đen sâm mật ong. Tất cả được đặt trong vỏ hộp quà tặng, thiệp và túi giấy cao cấp. Giá gốc là 2 triệu 194 ngàn đồng và ngày hôm nay chỉ còn có giá là 1 triệu 699 ngàn đồng. Và được tặng một chai nước thơm phúc khí tẩy tịnh trị giá 159 ngàn đồng. Ngày hôm nay chương trình sẽ dành tặng lịch bàn Khỏe Tự Nhiên cho 100 khán giả đầu tiên đặt hàng ạ, thưa quý vị. Tất cả đều miễn phí giao hàng, số lượng có hạn và chỉ áp dụng đến hết ngày mai. Nguyên Ngọc xin phép được đọc lại số điện thoại đặt hàng 0911-337-155 hoặc 0912-135-766. Để đặt hộp quà tặng này bày Tết, biếu ông bà, cha mẹ hoặc những người thân thì đây là một lựa chọn mà Nguyên Ngọc gợi ý để quý vị tham khảo. Bởi lẽ quý vị đã biết, tỏi đen vốn rất nổi tiếng trong việc hỗ trợ phổi, nâng cao sức khỏe, sức đề kháng, chống lại virus, vi khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa, ăn ngon, ngủ tốt. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Ngày Tết này, chúng ta hẳn ai cũng muốn chăm chút làm mới cho không gian thờ cúng, xua đuổi tà khí. Sản phẩm phúc khí tẩy tịnh cũng sẽ giúp gia đình chúng ta xua đuổi tà khí và không gian thơm mát. Nguyên Ngọc xin được nhắc lại số điện thoại đặt hàng 0911-337-155 hoặc 0912-135-766. Cảm ơn quý vị luôn luôn yêu mến và tin tưởng các sản phẩm mà Khỏe Tự Nhiên đã lựa chọn dành cho quý vị. Kính chúc quý vị sức khỏe, vui vẻ, đón Tết gặp nhiều may mắn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!